Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng thể thao và văn hóa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ lại cùng với nhà báo Anh Ngọc đưa ra những bình luận về trận đấu vòng 31 La Liga giữa Malaga và Barcelona. Có lẽ chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều về cái cặp đấu này nữa khi mà Malaga thì đang xếp tận thứ 15 của bảng xếp hạng, đã thua 3 trong 5 trận gần nhất, còn Barca thì lại thắng liên tiếp 3 trận gần đây. Anh Ngọc, anh nghĩ sao về cặp đấu này ạ? Xét về mặt đẳng cấp, xét về bảng xếp hạng cũng như là về mặt tên tuổi thì rõ ràng Malaga Barcelona là một trận đấu quá chênh lệch. Ngoài ra thì Malaga lúc này đang đứng ở vị trí thứ 15 và kém Barcelona nhì bảng tới 39 điểm, một khoảng cách chênh lệch quá là lớn giữa hai đầu thế giới. Trong khi đó Malaga thì mới chỉ được có 30 điểm sau 30 trận và hơn khu vực xuống hạng có 8 điểm, trong khi giải còn 8 vòng đấu nữa. Như thế có nghĩa là họ đang ở một cái vị trí không hề an toàn một chút nào, cho nên đây là một trận đấu mà họ buộc phải chơi hết mình để mà có thể cầm chân các cầu thủ Barcelona hoặc là biết đâu kiếm được một chiến thắng nào đấy. Trong khi đó thì các cầu thủ Barcelona cũng đang cần một cái chiến thắng rất quan trọng để mà tiếp tục gây áp lực lên Real Madrid, đội bóng đang đá kém họ một trận nhưng lại hơn họ 2 điểm. Mặc dù là sau trận đấu này mấy ngày thì các cầu thủ Barcelona sẽ có một trận đấu rất quan trọng với Juventus ở tứ kết lượt đi của Champions League, nhưng điều đó không có nghĩa là các cầu thủ Barcelona sẽ buông cái trận đấu này hoặc là đá theo một cách nào đó để mà tìm cách để giữ chân các cầu thủ quan trọng của mình. Tôi cho rằng đây là một trận đấu khó khăn cho các cầu thủ Barcelona xét về những cuộc đối đầu trong quá khứ cũng như là cái hoàn cảnh hiện tại của họ. Và tôi cho rằng Barcelona sẽ thắng nhưng sẽ không thắng quá chênh lệch. Malaga có vẻ là một đối thủ không dễ chơi với Barcelona. Trong 5 lần đối đầu gần nhất thì đội bóng xứ Catalonia chỉ thắng được 2 lần và ở trận đấu ở lượt đi mùa này đã kết thúc với tỷ số hòa. Tỷ lệ lúc này Barca sẽ chấp Malaga là 1/2 trái. Anh Ngọc, anh nghĩ sao về cái tỷ lệ này ạ? Tôi cho rằng tỷ lệ này là hợp lý, mặc dù là những cái trận đấu gần nhất của hai đội bóng, cụ thể là trận hòa 0-0 ở lượt đi cũng như là trận thắng 1-0 của Barcelona trên sân Malaga mùa trước, có nghĩa là gì? Trong hai trận các cầu thủ Barcelona chỉ sút vào lưới của Malaga được cũng một lần thôi. Đây là một đội bóng mà rất nhiều người nói rằng là vô cùng khó chơi và đặc biệt khó chơi với những đội bóng lớn như là Barcelona khi mà họ đổ bê tông. Tuy nhiên tôi cho rằng vào thời điểm hiện tại thì Barcelona không có quá nhiều vấn đề về mặt hàng công nữa. Họ đã ghi rất nhiều bàn thắng trong thời gian gần đây. Và mặc dù có thể là họ sẽ hướng tới trận đấu với Juventus ở tứ kết lượt đi của Champions League, nhưng tôi có linh cảm là trận đấu này các cầu thủ Barcelona sẽ thắng và thắng chênh lệch 2 bàn. Đây là một cái tỷ số mà nó khó xảy ra nếu và nó chưa xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà linh cảm của tôi cho rằng ngày hôm nay Barcelona sẽ làm được điều đấy. Trong chương trình này, các chuyên gia của chúng tôi sẽ còn đưa ra những nhận định về số bàn thắng của trận đấu. Tỷ lệ cập nhật đến lúc này là 3/1/4. Theo anh thì trận đấu này sẽ có trên 4 bàn thắng phải không ạ? Tôi cho rằng đây là một điều không hoàn toàn thực tế nếu xét về những trận đấu đối đầu giữa Barcelona và Malaga trong quá khứ. Mặc dù tôi cho rằng Barcelona sẽ thắng chênh lệch 2 bàn, nhưng trận đấu này sẽ không có trên 3 bàn thắng được ghi đâu. Cảm ơn nhà báo Anh Ngọc về những nhận định của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem những dự đoán của anh có chính xác hay không. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu khác.